thế nào không? Và đây là các bước thực hiện đảo chiều mắt trong hai nước. Sử dụng phương pháp chiếu liên tục, xem mô đối phương có những có khả năng di chuyển đến những mô nào và tìm nước chiếu cho thích hợp. Sử dụng phương pháp hy sinh quân và cuối cùng là nước đi chờ. Vậy trong bài học hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến với phương pháp đầu tiên, sử dụng phương pháp chiếu liên tục. Mời các bạn xem ví dụ này. Như các bạn đã thấy trên tế cờ, đen hơn màu tốt, tốt hơn hai sắp số phong cấp. Vua ở cạnh để bảo vệ tốt, đây là một vị giặc, đây là một vị trí yếu của vua. Nếu chúng ta không tấn công vua đen ngay thì đen sẽ liên tục tấn công vua trắng, tìm cách đổi hậu và đưa tốt số phong cấp. Lúc đó trắng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Rồi, chính là hậu cờ 3, bắt buộc nên phải ăn lên tốt hơn 4 và hậu cờ 3 kết thúc quán cờ. Các bạn có thấy phương pháp chiếu liên tục là một phương pháp nguy hiểm không? Phương pháp này khiến vua đối phương không kịp trở tay. Chúc các bạn áp dụng tốt bài học.